Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kiến thức game. Trong phần video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn một tựa game mô phỏng máy bay thời gian thực trên điện thoại đang hot nhất hiện nay và đang được rất nhiều người chơi. Đó là game RFS Real Flight Simulator. Các bạn có thể tải game trên Play hoặc App Store Game có giá bán là 9.000 đồng để các bạn có thể trải nghiệm một tựa game chân thực. Sau khi vào game, các bạn sẽ thấy có hai chế độ chơi: chế độ chơi thông thường và chế độ chơi cao cấp. Chế độ chơi cao cấp thì anh em sẽ phải mất phí hàng tháng. Các bạn sẽ được trải nghiệm nhiều loại máy bay khác nhau hơn so với chế độ chơi thông thường. Chế độ chơi thông thường sẽ có 3 chiếc máy bay để anh em có thể trải nghiệm. Trong game, bạn có thể chọn logo của bất kỳ hãng máy bay nào trên thế giới tha hồ cho bạn trang trí máy bay của mình. Mình đã chọn logo của hãng hàng không Việt Nam Airlines. Bây giờ hãy cùng mình vào game để trải nghiệm các bạn nhé. Sau khi vào game thì các bạn có thể chọn bất cứ sân bay nào trên thế giới. Đầu tiên thì các bạn sẽ chọn sân bay nơi các bạn sẽ khởi hành. Mình sẽ chọn sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm nơi khởi hành. Và điểm đến của mình sẽ là sân bay Changi của Thái Lan. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cất cánh. Đầu tiên các bạn kéo cần gạt bên tay trái của các bạn lên. Sau đó bạn bấm tắt hàng cuối cùng bên tay phải. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cất cánh. Giữ cho máy bay đạt tốc độ thích hợp, sau đó các bạn hướng điện thoại của mình lên trên để cất cánh. Positive rate. Sau khi đã cất cánh thì các bạn bấm vào đây để thu cần gạt. Do là mình quay video vào buổi tối nên thời gian của game này cũng như thời gian thực nha các bạn. Phần cuối của video mình có bay vào lúc trời sáng để cho các bạn dễ nhìn khung cảnh khi bay ở trên cao hơn so với bay vào buổi tối. Các bạn có thể bấm vào camera ở bên dưới để đổi chế độ xem khác nhé. Như vậy là video của mình đã kết thúc tại đây. Nếu thấy hay thì hãy ấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video mới nhất nữa nhé. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Và đây là cảnh quay của mình vào lúc sáng nay nè các bạn. Bay vào lúc trời sáng thì các bạn sẽ dễ nhìn khung cảnh xung quanh hơn. Game có tính năng chat online để cho các bạn có thể trò chuyện trong lúc đang bay. Keeping me waiting.
We'll be right back.